Rap ngữ văn. Nhạc phong cách tác tác nhà lớp văn thầy nhạc Xuân của Quỳnh. Thuộc thế hệ nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thời Xuân Quỳnh giáo cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính các luôn hệt mình của bà. Những bài thơ lúc đầm thắm khi hạnh phúc, suy tư khi đau khổ của nhà thơ rung gần gũi vì được viết với sự đắm say của một người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, vừa làm mẹ gắn liền với các hạnh phúc đời thường. Quỳnh Khoa Điểm thuộc thế hệ nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, dành phần lớn thơ ca của mình để viết về đề tài đất nước. Phong cách thơ giàu chất suy tư cảm xúc rộn rã, vì vậy mà được coi là một nhà thơ mai chất chữ tinh chính trị thành thạo. Tên khai sinh là Hồ Thành Công, hiện ông là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Ngài Ngài, phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam năm 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 khi thay nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm đầu cho lần giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm đầu cho Ngôn Ngọc Phương nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 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 sau đến Ngôn Phương nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm năm. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 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 năm.